Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là mình xin hướng dẫn các bạn may chiếc cổ áo vest các bạn nhé. Chúng ta may một đoạn và chúng ta dừng lại và luồn dây vào giống như cổ đức đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta lại chạy tiếp. Và bên này đầu cổ bên này chúng ta cũng vậy nhé. Rồi chúng ta đến đấy chúng ta sẽ dừng lại. Cái phía tam giác ở bên dưới ấy, chỗ này chúng ta sẽ dừng lại từ đây. Và đây để chúng ta tra vào cái lá cổ chính ở bên dưới cái ve nhé. Còn đây là lá và tra vào cái ve. Ve cổ các bạn. Vâng, em chào chị. Và chúng ta mí một đường sang lá phụ nhé các bạn nhé. Chúng ta lật đường may sang bên đó. Ta mí lại. Giờ chúng ta là chúng ta lộn lại và là phẳng ra nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là phẳng cái lá cổ này ra nhé. Sau khi chúng ta là phẳng được thì chúng ta sẽ tra vào thân chính ve của nó. Ok. Chúng ta luồn kim vào để đánh dấu điểm chính của nó nhé các bạn nhé. Điểm cắm kim ấy các bạn ạ. Để cho lá cổ nó không bị lệch ấy. Đây là ve dưới nhé các bạn nhé. Và chúng ta tra vào thân chính trước. Tra lót là thân chính. Tra lót là tra lá phụ. Tra lá phụ của lá cổ nhé. Và thân chính của váo, à của áo. Đến đây chúng ta cái điểm mà chúng ta đánh dấu trước thì chúng ta sẽ bấm. Bấm gần sát vào chân. Bạn ơi mình may xong rồi bấm nhé. Bạn qua lấy hộ mình nhé. Thank you.
Có nới gì? Có. Vừa rồi bà mới thôi chứ không bà chả buông đâu mà. Đẹp. Rất rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta nhấc chân vịt lên và chúng ta quay chỗ góc nhé các bạn nhé. Chúng ta đã may xong cái thân vào thân chính rồi. Chưa ráp lót. Còn lót nữa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục may vào cái lá chính của cổ và may chúng ta sẽ may vào cái lót thân lót của áo vest hai lớp nhé các bạn nhé. Cũng như cái thân chính thôi, chúng ta may đến điểm góc thì chúng ta sẽ bấm cái thân lót ra để nó tạo độ êm cho chiếc cổ vét. Cổ này là cổ hai ve nhé các bạn nhé. Nó chỉ khác là đây là hai lớp. Còn trước đây mình có quay một video mình cũng hướng dẫn các bạn vì nó là một lớp. Chúng ta không được may quá giáp vào cái thân mách nhé các bạn nhé. Không nó sẽ bị xấu cái cổ của mình. Và chúng ta cũng cắt góc ra. Góc của lót. Còn lá cổ thì chúng ta không phải bấm, và chúng ta bấm gần sát với lại đường may mũi kim. Đó. Bây giờ thì chúng ta bấm góc đi và chúng ta sẽ lộn nhé các bạn nhé. Lộn mặt phải. Chúng ta lộn và chúng ta sẽ là những cái góc này ra các bạn ạ. Chúng ta là rẽ ra để cho nó êm cái cổ nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn rõ không? Cái vải này nó hơi tối một chút nhưng mà hy vọng các bạn nhìn rõ. Giờ chúng ta sẽ là nó ra. Chúng ta là rẽ hết những đường may của chúng ta ra nhé. Là chính cũng như là phụ các bạn ạ. Chúng ta lại là rẽ ra hết.
Bây giờ chúng ta sẽ lật ra bên ngoài mặt chính của lá này. Chúng ta sẽ ghim hai lá vào với nhau nhé. Em quay chị làm này là em học thêm chị. Rồi chúng ta sẽ ghim hai cái đường may, cái mép của đường may vào với nhau, của hai thân tổ đấy các bạn. Cái đầu vai chúng ta sẽ may cho nó đối vào với nhau nhé, đỡ bị vặn cổ, lệch lá cổ. Ok, vậy là xong. Mình đã quay hướng dẫn xong các bạn cái cổ hai ve của áo vest nhé. Và đây là áo hai lớp các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nhớ subscribe và chia sẻ nhé các bạn nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.